Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ năm nha anh em. Em lên sóng vài món phụ tùng ế nha. Anh em cần món nào cứ alo. Số em là 0933 207 208 nha. Tất cả là phụ tùng riêng tháo xe nha anh em, chứ em không bán đồ lô ha. Đó. Rồi, đầu tiên là một bộ cam bắp chuối. Đó, cam này cũng khá đẹp ha. Cam là không xét cây nào nha, đúng là tháo xe ra nha. Đầu thì cam sao còn ok, đầu năm trước có xét lắm tấm nha anh em. Ở bộ này em bán là chính xị, anh em vô cúp như cái bộ này thì anh em vô cúp là vừa y luôn. Đó, đối với những cái chiếc xe mà chạy trong cái môi trường Việt Nam á thì mua bộ này vô là xứng đáng. Tại vì thường thường xe mà hải quan chính ngạch á thì đa số nó đã bị xuống hết, nên mình mua những cái bộ như thế này á, mình về mình vô rất là hợp. Nên em mua mà mới quá bộ cam 1,5 triệu 2 triệu là anh em phải tốn tiền nhiều nữa. Lý do là khi mình mua bộ cam đẹp quá đó thì về mình vô chiếc xe mình sẽ thấy là cái dàn cốt bát nó không có xứng với bộ cam, rồi mới đẻ ra dàn cốt bát, rồi sau đó thấy cái đùm bị sơn không được đẹp là phải đẻ thêm tiền mua đùm nữa. Còn như dốt dốt cái này thì vô xe là đúng bài ha, 900 thôi. Rồi một cái cần số có đời ha, thức si riêng đẹp nè, đó rất là đẹp luôn, mặt trong đẹp luôn ha. Đó, ốc đầy đủ, gai thì còn khá nha, cái này em bán là 400 thôi, giá im nha, 400 có đề nha anh em, custom có đề 400. Rồi đây có một cặp ốc bắc giò gà xuất sắc ha, sirin có luôn hai cái khâu nè, có luôn hai con tán nè, xuất sắc ha. Cái này em bán là 200, bắc giò gà nha anh em. Cái này thì nó bắt chuẩn hơn so với thằng vú mỡ nha, vú mỡ thì xài nó không có chuẩn bằng cái này đâu. 200. Rồi đây có một cái cục sạc đời hấp, đó sạc 12V nha, sạc đời hấp là chữ đỏ nè, sạc này rất là hiếm ha. Cục sạc này em bán là 200, cái đời sau này nó sẽ nhỏ hơn nha, bằng một nửa, đời hấp thì ngon hơn, 200 nha, sạc chữ đỏ hiếm ha. Rồi đây có một cái yên yên custom da rin đẹp, da không lỗi lầm ha, da chữ nghĩa là rõ ràng luôn nè, đó chữ sắc sảo ha, không phải chạy lại nha anh em. Có nhiều chữ nó bị bay mất á, người ta đi chạy lụa là nhìn thấy ghê lắm. Còn này chữ rin nha, đế rin nha, hít còn ok nha, hít nè, họ hít ok nha, bát rin luôn. Yên em bán là 1,8 triệu ha, nói chung là rin 100%, da không lỗi lầm, 1,8 triệu. Cái này thì thích hợp cho anh em vô custom ha, từ 95 đổ lên, 94 như nó vẫn còn xài đế sắt, nhưng mà mình mua đế nhựa thì xài nó sẽ bền hơn nha anh em. Tại vì đế sắt á là mình rửa xe nó sẽ bị thấm vô đây nè, và sau lâu ngày nó sẽ bị mục, nên sau này á, thì công ty người ta đã nghiên cứu ra, người ta nghĩ là yên thì nên làm đế nhựa là ok hơn. Tại vì cái yên mình rửa xe nước nó sẽ bị thấm vô mút á, nó dễ bị mục lắm, nên sau này là yên là đế nhựa hết ha, 1,8 triệu. Rồi ở đây có một cặp đâm là có đâm trước nè, nước sơn rin nha, bạc đạn đầu rin hết nha, đó tăng bua đẹp ha, đùm sau cũng bạc đạn rin hết luôn. Ở cặp này thì bán là 400 thôi, cho anh em về vô xe cỏ ha. Mấy cái đồ rin này đó, bạc đạn rin thì mình gắn vô xe mình chạy nó rất là ngon hơn so với những cái đùm lô và những cái bạc đạn lô bị đóng ra đóng vô á, nó sẽ bị lỏng ở đây. Còn cái này là còn bót lắm, anh em về là xài là vô địch luôn, 400 thôi nha, giá bằng đồ lô, hoặc là có thể về sơn lại cũng được, giá gì là quá rẻ rồi. Rồi đây có một cái ốp đầu trên dưới, nước sơn rin đẹp, màu 116 ha, bát bọng là ok hết nè, không có gãy bát nào luôn nè. Đó, mấy cái bát này gãy á, thì mình chạy nó bị rè nha nè, còn này bát còn nguyên, nước sơn rin đẹp luôn. Đó, tem rin luôn ha, cái này là tem rin luôn nè. Cái này thì anh em xài 70, 90 nó như nhau nha, nhưng mà 70, 90 thì ở đây nó tem nó sẽ 3 số, còn 50 thì nó có thêm số 4 nha, còn lại thì nó giống như nhau hết. Rất là đẹp ha. Cái này bán là 900, ốc đầy đủ nè, 900 nha anh em, cỡ này là quá đẹp rồi, 900. Rồi đây có một cái đùm trước đầy đủ cốt bát ha, đùm này bán là 700. Cái này anh em xài cho những cái dòng custom 70, 90, đát từ 93 tới cuối 98 ha, tới giữa 98 ha, cuối 98 là nó xài đùm lớn hết, đùm cốt 12 ly á. Đối với những cái dòng xe mà 70 90 là sau năm 98 nó sẽ xài đùm lớn cốt 12 ly để cho nó chắc chắn á. Còn trước đó thì nó xài đùm này hết.
Bởi vì nhiều anh em cứ mua cứ hỏi là sợ là bị lộn cái bán lộn cái cốt quá, về sợ cũng được, nhưng mà cứ xe trước 98 là anh em cứ mua về là nó bằng cỡ nhau hết. Cúp 78 một là cái gì đẹp, toàn bộ các dòng cúp luôn, cứ trước 598 á là cốt trước sau nó bằng nhau hết ha. Đùm này nước sơn zin. Xi zin đẹp nè, xi zin tuyệt đẹp luôn. Cốt đẹp luôn. Em bán là 700 ha. Đó. 700. Cốt tuyệt đẹp ha, 700. Rồi đây có một cặp cốp tem nổi tuyệt đẹp luôn, cặp này thì bán là 1 triệu đó, không cày chỗ gì hết ha, nước sơn rin quá đẹp luôn bên trong đó, rất là đẹp luôn ha, 1 triệu nha. Cặp này tem nổi thì càng ngày nó càng ít trên thị trường nha anh em, tại vì xe tem nổi bây giờ nó giá nó rất là cao ha, còn xe tem chìm á nó sẽ không có giá bằng tem nổi đó, nên tem nổi là càng ngày nó càng hiếm đi rồi, tại vì giá cao quá nên người ta giá cao với đối với những chiếc xe đẹp thôi nha, còn xe xấu thì mình cũng nói đó. Cặp cớp này là 1 triệu, đối với cớp thì anh em gắn 50 70 90 như nhau hết, nó bằng giống y nhau hết nha, cớp thì xài chung hết không quan trọng đó, 1 triệu cặp này ha, xuất sắc. Rồi đây có một cái đuôi sau 50 có luôn cái đế đèn hậu, có luôn chắn bụng ha, cái này em bán là 800, quá rẻ ha. Đó, có luôn chắn bùng nè, tem rin đẹp nè, đó 800 nha anh em, mua nguyên cái gì vậy ập cái chụp vô là xài, tại vì bình thường anh em đi mua cái đế này cũng đã 400-500 rồi đó, mà bán tại vì con ốc này nó bị chết anh em không có mở ra được nên bán rẻ luôn, vậy cho anh em về xài 800 thôi ha. Đó cái đế nè, sơn rin nè, xuất sắc, không có tróc gì luôn ha, không có gãy hết ha, 800. Rồi đây có một cái đèn hậu của hàng 81 86 đời cao nha, đế nhựa, bóng đèn zin đầy đủ, chụp zin không lỗi, cái này thì 500 thôi. 500 nha anh em, lấy về lấy chụp thôi cũng được, tại vì cái đế sắt thì nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều so với đế nhựa nữa. Bán cái này coi như là bán cái chụp thôi. Nhiều anh em mua lẻ, hỏi mua lẻ cái chụp nhưng mà bán cái chụp xong rồi ôm cái đế này ăn luôn, đâu có bán được. Nên bán rẻ mấy cái này cho anh em về, ví dụ thích lấy chụp thì lấy ha, hoặc là cắt dây điện lấy cũng được. Giá 500 thôi. Rồi đây có một bộ gác chân chống nghiêng cúp. Gắn muốn gắn xe nào cũng được nha anh em, xe cúp là gắn được. Cái này nó bị lỗi cái là cao su nó bị gãy nè, nhưng mà đế thì còn rất là đẹp, chưa có bị mục lủng gì hết ha. Đó, cái này bán giá bộ đội cho anh em luôn là 400 thôi, muốn gắn xe nào gắn. Anh em về mua cục cao su lô á, chỉ có mấy chục ngàn à, gắn vô là xài thôi, rất là đẹp luôn. Giá vậy là quá rẻ ha, 400 ngàn. Bèo nhiều bánh bèo luôn đó. Rồi đây có một cái gấp sau, gấp sau 50, gấp này thì màu xanh 116 tuyệt đẹp luôn, cái này bán là 500, xuất sắc ha. Cái này anh em gắn 81 86 cũng được ha, muốn thì về gắn mình phối màu á, mình chơi 7 màu mình thích thì mình gắn màu nào cũng được, còn mấy là muốn phải đi sơn lại thôi đó. Giá quá rẻ luôn, có 500 mà nước sơn cực kỳ đẹp. Bên dưới nè, mới tinh luôn. 500 nha. Cái này mà anh em mà muốn mà có đồ gác chân á thì về mua hai con chuồn chuồn á gắn vô đây nè. Là mình sẽ có đồ gác chân sau thôi nhưng mà nó hơi sốc nha, tại vì khi mình chạy á cái gấp sau này nó nhúng theo cái phụt á nên cái người ngồi sau rất là khó chịu. Bởi vì cái đời mà cúp mà 70 á mà 95 đổ về trước á, 94 đổ về trước là cái cây nó chỉ ở đây nè, nhưng mà ghét cái cây đó nó dằn chân lắm, tại vì nó nhúng theo cái gấp mà, nên người ngồi sau cảm giác rất là khó chịu, thì sau này mới đổi qua nó làm ghét chân ship hết luôn, nó bỏ cái đó. Chứ những cái dòng cúp mà 94 đổ về trước mà xe 70 nữa là cái cây gác chân tự trong đây nguyên cây sắt ra đó, cái này em bán là 500 ha. Rồi ở đây có ba món nè, cục sạc, tiết nhanh 12V, cục sạc 12 với một cục nhảy nhanh luôn. Ba món này em bán là 300 thôi, giá quá rẻ ha. Anh em muốn gắn xe nào gắn hay sạc pin nè. Tiết nhanh, cục nhảy nhanh, 300, ba cục. Rồi, đây có một cặp niềng Union Dash 2000 nha, tháng 5 năm 2000. 2000 là anh em nó cũng 24 năm rồi ha. Đó, niềng Sirin. Đẹp, cặp này em bán là 700. Sirin nha, rất là đẹp luôn, 700. Bên trong là như mới nha, không một lủng nha anh em, bán liền là bao với anh em là không một lủng, nên anh em mua thì cứ tự tin mua ha,
bán là nếu mà lũng thì trả là cho anh em cái này 700 thôi ha, nước si rin. Cái này anh em vô cúp quay rin cũng được ha, cứ đem ra là rút cam thôi, nhưng mà phải gắn cam rin nha, tại có nhiều anh em á mua về gắn những cái cam lô á nó bự quá, cái chân này rút không được. Đối với những cái dòng niền này thì anh em cứ mua cam rin em để vô, hoặc là mua cam mà giả rin của cúp á rồi gắn với dừa, còn lấy cam chân bự quá thì đút vô mấy cái lỗ này đâu có dừa đâu. Đó, cặp này em bán là 700 ha, rất là đẹp luôn. Rồi anh em cần nữa cứ alo cho em nha.